Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực của mình. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở nhà tôi nữa. Và hôm nay thì là ngày nghỉ, tức là mọi người đều đi làm hết rồi. Còn mình tôi với lại thằng cháu này ở nhà thôi. Và hôm nay thì chú cho tôi sẽ xuống ao để tiến hành làm thưởng thức cái món gọi là cá nướng bơi ao ấy. Hôm nay chỉ có tôi với lại thằng cháu này thôi. Đây này. Hôm nay thì nó được nghỉ học ở nhà nên là nó xuống đây cùng tôi. Và hôm nay tôi có chuẩn bị một cái chài này, một cái cần câu này. Đây là bát chẩm chéo của tôi này. Với lại mấy cái xiên tí chúng ta sẽ chọc vào cá để chúng ta nướng nhá. Đây là rau thối đây, cái này là rau phắc kheo đây. Để tí chúng ta sẽ ăn lại với lại cá mà chúng ta sẽ đốt ở bờ ao kia. Và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành nhóm cái lửa này thôi. Tại vì chỉ có một mình tôi với lại thằng cháu thôi mà. Bây giờ tôi sẽ phải làm các bạn nhé. Tí thì chúng ta sẽ quăng chài bên này. Còn chúng ta sẽ câu ở ao bên này các bạn nhé. Sau một thời gian nướng thì đây toàn bộ công của hai chú cháu tôi.
Đây còn mấy con đang nướng nữa các bạn. Đây, đây này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành thưởng thức mấy cái con cá mà chúng tôi nướng xong đây. Đây, ăn đi. Đây cả mấy con quả dưa mà tôi hái ở vườn nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành ăn thôi nhỉ, ăn đi. Bỏ cái cháy cháy ở ngoài, vỏ ngoài của nó ra. Ngon lắm đấy, ăn kiểu này thì mới đúng vị chứ. Đây, chấm vào đây, chấm chấm chéo thì đây. Mời các bạn nhé. Đây, phải ăn chứ. Kèm với cái rau này nè. Tuyệt vời luôn. Bé bé này cũng suốt ngày đi ăn của tôi mà. Để ý xương nhá. Đây các bạn. Phải ăn kiểu này chứ. Đây cho mới cầm chén nè. Đấy, còn mấy con đang nướng nữa. Cháy hết rồi quá. Đấy, con bé chắc được quá. Đó, con bé đã. Đấy, còn mấy con ở trong này nữa các bạn. Đây. Cầu nhiều lắm. Nó lúc bà hình xuống.